Trong thời gian gần đây, người dùng Facebook lại tiếp tục bị làm phiền khi nhận được cả chục tin nhắn giao bán SIM, rồi bất động sản và quần áo mỗi ngày. Và điều đáng nói là trong khi chưa có biện pháp kỹ thuật nào để hạn chế tình trạng này, thì ngoài thị trường, nhiều phần mềm spam inbox Facebook vẫn đang được giao bán một cách công khai, hỗ trợ đắc lực cho các đối tượng kinh doanh, thậm chí là lừa đảo thực hiện hành vi này. Đây là một dạng tin nhắn điển hình mà ngày nào người dùng Facebook cũng nhận được cả chục lần. Mình cảm giác rất là khó chịu bởi vì là ví dụ như là đang dở một công việc gì đấy, nó lại spam rồi là nhiều khi là ảnh hưởng đến công việc hoặc là những cái dòng suy nghĩ mà mình đang có việc. Thì đại loại là trong một ngày mà nhận được tầm 10-15 cái. Không dừng lại ở mục đích kinh doanh, nhiều đối tượng đã lợi dụng hình thức spam này để lừa đảo. Đặc biệt là những tài khoản của người nổi tiếng có lượng theo dõi lớn đang trở thành miếng mồi ngon của hacker. Khi mà mới dùng Facebook hàng đã bị hack một lần rồi và bị mất một lượng follow và một lượng friends rất là nhiều như vậy. Và sau khi chuyển sang bên này thì Hằng cũng đã cố gắng để bảo mật tốt nhất có thể. Nhiều người gửi mình những cái link đến nhá. Nhưng mà cái link đấy khi mình kích vào nó lại là những cái link chứa virus mà nó hack được vào Facebook. Thì những cái đấy là mình nên phải có một cái biện pháp gì đó để chọn lọc hơn. Người dùng thì hoang mang, còn người spam thì vẫn được hỗ trợ đắc lực bởi những phần mềm được giao bán công khai trên mạng. Thậm chí có cả những clip hướng dẫn chi tiết cách spam inbox như thế nào. Thành viên của một group nào đó bất kỳ hay là những người like, comment bài viết trên fanpage, trên status hay là bài viết trong group đều có thể ghép được UID của nhóm đối tượng này và gửi tin nhắn tự động. Trong vai một người dùng có nhu cầu sử dụng dịch vụ nhắn tin hàng loạt đến các khách hàng, phóng viên thời sự VTC đã liên hệ với số hotline của một website đang giao bán các phần mềm này và được tư vấn nhiệt tình. Mình inbox nhiều như thế thì nó có bị khóa nick không ạ? Phần mềm bên em thì cũng có cái tính năng là cùng một lúc chị có thể đăng nhập vào phần mềm được nhiều cái tài khoản ấy. Cũng một tài khoản thì chị nên gửi an toàn trong khoảng 100-150 tin trên một ngày thôi. Chị có thể mua cái sim giác ở bên ngoài ấy. Sau đó là chị tạo cái tài khoản. Nếu như mà chị muốn mua thì bên em cũng cung cấp cái tài khoản đấy. Thì chị tầm khoảng giá là khoảng bao nhiêu ạ? 5.000 một tài khoản ạ. Với cái tên Mỹ Miều là gói giải pháp marketing trên mạng xã hội, những phần mềm này đang tiếp tay cho nhiều đối tượng nhũng nhiễu môi trường mạng. Yêu cầu an toàn, an ninh thông tin trên môi trường Internet đang ngày càng cấp thiết.